Đây là trà là ăn quả của gia đình bà con cô bác nha. Trà là cao 1 mét. Bà con cô bác ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919 255 145. Cây rất đẹp bà con cô bác ạ. Đây là trà là Trung Đông mà con cô bác nhé, cây cao 1 mét. Mà con cô bác ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919 255 145. Gần gia đình đang còn rất nhiều. Cây to khỏe. Trà là Trung Đông, trà là ăn quả bà con cô bác nhé. Bà con cô bác ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống 4S.com.